Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn lúc nửa đêm ở Hà Nội. Sáng ngày 19 tháng 9, gia đình chị Loan trú tại thôn Thái Bạc 1, xã Tòng Bạc, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho biết con gái họ mất tích bí ẩn chưa tìm thấy. Theo gia đình, con gái họ là bé Yến Nhi, đêm qua ngủ trong nhà, đến sáng hôm sau gia đình vào gọi dậy thì không thấy con đâu. Quá lo lắng, gia đình đã đi tìm nhưng vẫn không có kết quả. Trước khi mất tích, cháu Yến Nhi không có mâu thuẫn gì với gia đình. Qua trích xuất camera thì thấy bé gái ra khỏi nhà lúc 12 giờ đêm. Khi đi, cháu mặc áo trắng, quần đỏ, có một thanh niên đi ô tô đến trước cửa nhà đón bé rồi đi ngay sau đó. Nam thanh niên này, người Hà Giang, là bạn quen qua mạng của con gái tôi, cả hai liên lạc với nhau khoảng 2 tháng nay. Có thể người này đã rủ rê con tôi ra khỏi nhà. Khi đi, cháu mặc áo trắng, quần đỏ, chị Loan chia sẻ. Theo chị Kiều Loan, là mẹ của bé gái mất tích, trước khi đi con gái có để lại dòng chữ: con học kém làm bố mẹ buồn nên con đi, con sẽ liên lạc về nhà. Tuy nhiên gia đình chị khẳng định đây không phải là lời của con gái viết ra. Họ nghi ngờ đây là dòng chữ của người đưa con gái tôi đi khỏi nhà. Độc giả ai thấy cháu ở đâu xin báo cho gia đình hoặc công an nơi gần nhất. Số điện thoại mẹ cháu Yến Nhi 0982 324 268. Chị Loan.